Hello, xin chào tất cả anh chị đã xem video của em. Thì hôm nay em Tiến Long sẽ hướng dẫn anh chị cách để xóa một tài khoản Facebook cá nhân hay là một tài khoản Facebook của một người khác. Đấy. Thì trước hết thì cho em xin phép giới thiệu qua về cái dính Facebook của mình. Thì hiện tại là em chuyên về bên chạy quảng cáo Facebook, bảo mật tài khoản, mở khóa, lấy lại tài khoản bị hack, hay là xác minh Google Maps để định vị cái vị trí của mình, các cửa hàng doanh nghiệp của mình. Và vấn đề chính thì hôm nay em xin hướng dẫn anh chị cách làm và xóa cái tài khoản Facebook đi. Đây thì bước đầu tiên thì mình nên chuẩn bị một con tài khoản clone nuôi hoặc là một nick viên. Nếu mà anh chị em để dùng mà để xóa tài khoản nó nhạy hơn và nó khỏe hơn đấy, thì anh chị nên dùng một nick viên nhé. Nick viên này. Đây, ví dụ link bia này của em tên là Đỗ Thị Oanh này. Đó. Thường xóa tài khoản ấy, thì anh chị em nên là dùng những cái tài khoản. Khi mà xóa tài khoản ấy, thì yêu cầu là mình cần phải là chính chủ này. Một là chính chủ tên Facebook với tên căn cước hoặc căn cước này hoặc là chứng minh nhân dân. Đó. Phải trùng thông tin là gì, thông tin là tên, đây, ngày tháng năm sinh, đó. Thứ hai, cái này là cái quan trọng để khi mà mình gửi yêu cầu lên thì Facebook có thể xét duyệt và xóa tài khoản đấy. Nếu mà về phần chính chủ thì em nghĩ là hầu như mọi người là đều có thể là có những cái thông tin này. Nếu mà còn không chính chủ thì mình phải fake giấy tờ, làm giả giấy tờ trùng thông tin để qua mặt Facebook để xét duyệt xóa cái tài khoản mà mình yêu cầu, mình mong muốn đi, không phải là tài khoản mình, có thể là đối thủ cạnh tranh. Đấy. Thì đầu tiên xóa tài khoản thì mình sẽ vào một cái link đấy, gọi là nó ghi đây, mình cho tắt 8. Đấy, cái link này thì đối với những cái người dịch vụ ấy, thì sẽ không lạ gì với link này. Cái link 808 này là link báo cáo giả mạo tài khoản của tôi. Đấy, ngoài link 808 ra thì mình sẽ còn có một link nữa là link 948. Hai link này thì sẽ tương thích nhau và mình cũng có thể dùng để dồn báo cáo. Trước hết ấy, ví dụ đây là một link, gọi là một link via, thì mình cần báo cáo ấy, thì mình sẽ báo cáo đây ví dụ đây là một cái link để mình báo cáo đi. Cái link này em demo cho em, không có ý định để xóa Facebook này. Thì ví dụ đây là tên là Hoàng Thủy. Đấy, thì cái con via mà mình mua về hoặc là mình lấy ở đâu đấy, hoặc đây là con via, là via này, via quảng cáo của em. Đấy, ví dụ via này thì mình sẽ đổi tên là thành Hoàng Thủy. Thì ngày tháng năm sinh Facebook này thì mình cũng đặt theo nhá, giới tính nữ này, ngày tháng là 7 tháng 1 1997. Thì đây là em hướng dẫn mọi người cách phương thức làm, thì nên em sẽ không đổi. Thì đây là thông tin con bia của em. Đấy. Thì mình sẽ đổi về thành Hoàng Thủy nhá, đổi tên về thành Hoàng Thủy này. Đấy, về cái đặt này. Đấy, tên này mình sẽ đổi tên về thành Hoàng Thủy, và ngày tháng năm sinh thì mình sẽ để chung như này nhá. Sẽ bắt đầu mình sẽ vào các cái link, đầu tiên là link 808, thứ hai là link 948. Các cái link báo cáo này thì em sẽ để dưới phần video của YouTube cho mọi người dễ, có thể là ấn vào các link này có thể tiện cho việc báo cáo, đỡ phải đi tìm kiếm nữa. Đấy, thì trên điện thoại hay là trên máy tính thì mọi người cũng làm tương tự nhé, các cái link này đều có thể là tìm kiếm và có thể là báo cáo được. Đấy, bước đầu tiên để báo cáo thì mình sẽ chọn vào là dòng thứ 3, ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn. Thì mình đầu tiên là mình sẽ bạn có tài khoản Facebook không, mình sẽ chọn là không nhé. Bước tiếp theo mình sẽ chọn là đúng vậy, tôi đang bị mạo danh. Đấy, cái tên trang cá nhân của kẻ mạo danh mình sẽ nhập là Hoàng Thủy này. Cái này thì em sẽ làm demo nhé, thì em sẽ không gửi liên kết của trang cá nhân kẻ mạo danh. Đấy, thì mình sẽ lấy cái liên kết này để sao chép link cá nhân này. Đó, tên có tên của bạn đấy, ví dụ là cái con vì này mà mình fake theo cái tên Hoàng Thủy này thì mình cũng sẽ ghi là Hoàng Thủy nhé.
dụ con viên này tên là Hoàng Thùy này, mình sẽ ghi tên là Hoàng Thùy nhé. Đây cái địa chỉ email liên hệ của bạn này. Đấy thì có nghĩa là cái địa chỉ email của cái con viên này nhá. Đây, địa chỉ email của con viên này. Mình sẽ ghi vào đây này. Đấy, cái phần tải giấy tờ tùy thân. Thì cái giấy tờ tùy thân này thì mình sẽ, nếu mà là chính chủ ấy, thì mình có thể là chủ ảnh giấy tờ tùy thân của mình có thể gửi lên luôn. Vừa nãy em có bật có thể là một cái số giấy tờ của người khác ấy, thì cái phần này em sẽ cố gắng che đi vì là em không muốn lộ thông tin của khách hàng ấy. Đấy, thì mình sẽ ấn chọn tẹp và gửi cái giấy tờ tùy thân. Nếu mà giấy tờ tùy thân mà trùng tên và ngày tháng năm sinh thì cái tỷ lệ mà xóa thành công nó rất cực kỳ cao nhá, em khẳng định là cực kỳ cao. Đây là link 88 thì mình cách điền như này thì mình cũng tương tự như này, vào link 948 948 thì mình cũng sẽ chọn dòng là 3, dòng 2 và dòng 1. Đấy, họ tên của bạn này, họ tên của bạn đây, ví dụ mình tên mà mình đổi tên theo cái người mà muốn xóa này. Đấy, thì mình cũng sẽ nhập họ tên vào nhá. Ví dụ đây là Hoàng Thùy này, địa chỉ email của bạn này. Mình sẽ nhập địa chỉ email vào này, tên đầy đủ của trang cá nhân vào danh này, đây là Hoàng Thùy này, địa chỉ email hoặc số di động được liệt kê trên trang cá nhân của kẻ mạo danh nó có nhá. Ví dụ này, trên trang cá nhân này mình không tìm thấy một số thông tin hay là số điện thoại hay là email nào của cái người này này, mình hãy lấy cái ID Facebook của họ nhá. Thì mỗi một Facebook thì sẽ có một cái ID riêng, ví dụ đây là một cái đường link Facebook của họ này, đường link Facebook bằng cái đuôi này bằng chữ này, thì đây sẽ không phải là ID mà đây chỉ gọi là cái name thôi. Mình lấy ID ấy, thì mình sẽ lên Facebook này, mình gõ này. Thường thì mỗi một Facebook ấy, thì sẽ có một cái ID. Nên ví dụ là Facebook này này, ví dụ đây là một Facebook này và nó liên kết với Facebook này. Đây chính là ID của tài khoản nhá. Nhưng mà có những Facebook thì có thể là người ta dạng là dạng lên ấy, thì mình cần lên ghi này, lấy ID Facebook. Đó, mình sẽ ấn vào dòng đầu tiên, mình sẽ dán cái link mà link liên kết Facebook của mình này. Ở đây thì mình tìm kiếm này, mình lấy cái ID Facebook này. Đấy, và đây chính là cái ID Facebook của mình nhá, ID Facebook của cái người muốn xóa này. Đấy, mình sẽ nhập cái ID vào này. Đấy, rồi mình thêm đuôi là a@facebook.com. thì đây cũng có thể là một cái đường liên kết đến cái Facebook đấy, để cho Facebook nó dễ nhận diện và có thể xóa cái tài khoản đó. Đây, và liên kết URL đến trang cá nhân của kẻ mạo danh, cái này cũng rất quan trọng nhé mọi người, chú ý này, để phải điền đủ thông tin này, để khi mà gửi đi ấy, sẽ gửi đi một cách đúng nhất để cho Facebook nó nhận diện và xóa tài khoản đấy. Thông tin bổ sung này, để mà nó như thế là báo cáo tài khoản giả mạo, báo cáo tài khoản giả mạo tôi. Và cái phần giấy tờ tùy thân này thì trước kia em cũng nói là cần giấy tờ tùy thân, cần phải gửi giấy tờ trùng tên và trùng ngày tháng năm sinh thì tỷ lệ duyệt của Facebook nó sẽ cao nhất. Đấy, và mọi người ấn gửi là có thể là gửi đơn lên Facebook và Facebook nó sẽ xem xét, và khi mà giấy tờ trùng tùy thân mà trùng ấy thì có thể là báo cáo thành công. Đấy, thường thì mọi người sẽ cần phải vào trong đây để báo cáo các hình ảnh ấy để cho tỷ lệ nó đi nhanh hơn ấy, để báo cáo quấy rối hình ảnh vào thân này. Nhưng mà thường ấy, em chỉ cần gửi hai link này gửi đi gửi lại một vài lần đấy, có nghĩa là giấy tờ tùy thân trùng thì nó sẽ tự động nó sẽ xóa tài khoản nhé, không cần phải gửi spam quá nhiều. Đấy, về cái phần IP thì mọi người thường có các cái làm dịch vụ ấy, thường có các cái IP để sử dụng để cho nó khi mà mình gửi lên ấy, cái địa chỉ mà mình gửi lên ấy, nó sạch thì nó sẽ quét nhanh hơn đấy. Thì thường mọi người có thể dùng các cái VPN Hola, hay là ví dụ này Hola VPN. Đấy, dùng Hola VPN này. Đây là những các cái ứng dụng mà phát triển IP tương đối hiệu quả nhé, Hola hoặc là Hook VPN. Thì em thì có một cái ứng dụng phát cũng tương đối là hiệu quả, đó chính là Urban. Cái này mình cũng có thể tải trên cái tiện ích Google nhé. Khi mà tải trên cái tiện ích của cửa hàng của trộm trực tuyến này thì mình sẽ không sợ nó là các cái phần mềm hacker nguy hiểm xâm nhập đến máy tính của mình, nên là cái này cũng tương đối là an toàn và hiệu quả này. Em cũng thường xuyên sử dụng này. Đây, Thanh, em thì em hay dùng cái
Địa chỉ IP là địa chỉ IP nước ngoài, địa chỉ IP Anh. Đấy, cái này nó tương đối là mượt, và cái đường truyền của bên ngoại ấy, thì thường nó sẽ rất là sạch. Khi mình báo cáo lên ấy, thì cái khả năng được đội ngũ support xem xét ấy, rất là nhanh. Nên thì cái quá trình mà mình làm việc mà mình báo cáo nó sẽ rất là thuận lợi hơn để có một cái kết quả nó tốt nhất. Còn không mà những cái anh chị mà bị hack tài khoản ấy, mà báo cáo ấy, thì dùng tài khoản IP Việt cũng được. Thường các cư dân dịch vụ ấy, thì người ta cần một cái môi trường sạch nhất để làm việc, vì khi các cái đơn mà kháng cáo quá nhiều ấy, thì nó Facebook sẽ nhận diện đấy là bị spam đấy. Anh em dịch vụ lên sử dụng IP thì sẽ tốt hơn đấy. Khi mình sử dụng IP mình sẽ ngâm nó khoảng 2 phút, xong bắt đầu mình nhắc là mình sẽ gửi báo cáo lên đấy, thì tỷ lệ sẽ duyệt nhanh nhất. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Nếu mà mọi người báo cáo mà thành công ấy, thì hãy cho em xin một like và một bình luận để cho mọi người cùng biết là em chia sẻ đến mọi người cách phương thức làm việc và nó đã thành công đấy. Và mọi người cần xóa tài khoản Facebook, xóa fanpage, xóa group. Các cái trường hợp khó mà mọi người không làm được thì mọi người cũng có thể gửi qua em đấy, qua số Zalo 0869 629 691. Đây, và đây là cái nhóm Meta Toolkit, thì mọi người có thể tham gia nhóm. Cái nhóm này thì em sẽ ghi link phía dưới để cho mọi người tiện tham gia. Ở trong này thì em sẽ chia sẻ rất nhiều các cái tool trick trong đây. Đấy. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Thì bây giờ là cũng gần 5 giờ sáng rồi. Thì em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người.